Dạ rồi, hello, em xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em ha. Thì hôm nay em sẽ soạn được một ít đồ tiếp tục để phục vụ cho anh em ha. Thì anh em xem món nào mà phù hợp với công việc và ý thích của mình á, thì cứ liên hệ em qua số điện thoại 036 365 5784 để mình chốt hàng ha anh em. Thì bên em sẽ giao hàng bằng COD ha. Khi nào mình nhận được hàng thì mình thanh toán tiền ha anh em. Và anh em lưu ý giùm em là giá trên sản phẩm là chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Anh em lưu ý là chưa bao gồm phí vận chuyển ha. Rồi, em sẽ quay sơ lược rồi cái mình vô chi tiết từng món luôn nha anh em. À, thì hôm nay em sẽ lên chủ yếu là vít, kềm, kéo ha. Và về được một bộ bánh xe 4 bánh nha anh em. Rồi. Em xin vô chi tiết từng món nha anh em. Rồi, đầu tiên là mã số 1 ha. Mã số 1 gồm 3 cây vít nha anh em. Ba cây vít gồm hai cây hồ lô cán nhựa ha, cán mũ chứ cán gỗ chứ, xin lỗi anh em ha. Giờ mình hai cây trừ và một cây cộng nha anh em. Mình xem cây cộng trước ha. Đây, cây cộng ha. Để mình lấy nét cái. Hiệu thường thì cá gỗ thì thường là của Vicell hoặc là Lotte hay anh em, nhưng mà thường thì nó bị bay màu. Đây đầu VH2 ha. Rồi cây cộng nó dài là 20 ha anh em. Rồi cây trừ, đây cây trừ ha. Đó. À, dài 22 nha anh em, 22 ha. Rồi cây trừ tiếp theo. Đây. Chỗ này nó có chữ da băng đây nè anh em. Da băng nó nằm ngay trong cái đâu ạ. Đây ha, da băng nè. Đây, nó nằm chỗ này nè. Rồi. Cây trừ thứ hai dài 19 nha anh em. Dài 19 nha. Rồi mã số 1 là 120.000 nha anh em. 120.000 cho mã số 1 nha. Rồi, tiếp theo là mã số 2 nha. Gồm 3 cái vít ha. Hai đầu trừ và một đầu cộng nha anh em. Mã số 2, hai đầu trừ và một đầu cộng. Đây. Mình xem cụ thể luôn ha, xem mau ha anh em. Đều là cán gỗ hết ha. Đây. Thì cái đầu trừ hai đầu trừ thì có một đầu là hồ lô nha anh em. Đây mình xem đầu hồ lô trước ha. Cán nè, cán gỗ ha. Nó dài là 30 24 nha anh em. Rồi cây trừ thứ hai ha. Đây. Cây trừ thứ hai của Vicell ha. Nằm chỗ này nè. Đầu đóng được nha anh em, thì cây này thì có sử dụng rồi nha. Rồi. Dài 17 rưỡi ha. Rồi cây cọng nè anh em. Đây, cây cọng ha. Cán gỗ nha. Nó dài 18 rưỡi ha. Rồi mã số 2 120.000 nha. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 ha. Mã số 3 120.000. Gồm hai cây cộng và một cây trừ ha nam. Hai cây cộng là của hai cây cộng là cán nhựa nha anh em. Đây mình xem hai cây cộng ha.
Đây, cây cọng đầu tiên. Của Vcell nha anh em, nhưng mà nó bay mắc hiệu rồi. Nó dài là cây cọng đầu tiên, nó dài là 19 rưỡi ha. Rồi, cây cọng thứ hai. Của Vcell ha, đây. Nó dài là 18 ha. Rồi tới cây trừ. Cây trừ là cán gỗ nha anh em. Tàu còn khá là đẹp ha. Đây, cán gỗ đóng được luôn nha anh em. Đầu đóng ha. Cây này dài 20 gử ha. 20 gử, mã số 3 120.000 nha. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 ha, gồm hai cây trừ và một cây cộng ha. Mình xem cây cộng trước nha. Cán gỗ nha anh em, thì chỗ này nó bị gạn chỗ này nè, về bãi nắng mưa giết nó gạn nứt chỗ đó ha. Nhưng mà không sao ha. Rồi, cây cộng đầu tiên là dài 21 nha. Hai cây trừ đầu tiên đây. Cán trên cán còn chữ nhật nè. Đó. Cán còn rất là ok ha. Dài 17 rưỡi ha Nam, 17 rưỡi. Cây trừ thứ hai đầu đóng nha. Đầu đóng hiệu vi Vcell hay gì nè, chỗ này nè. Cán gỗ đầu đóng ha. Dài 18 17 rưỡi ha. Rồi mã số 4 120.000 nha anh em. Mã số 4 120 ha. Tiếp theo là mã số 5 nha. Mã số 5. Mã số 5 gồm hai cây trừ và một cây cộng ha. Hai cây trừ và một cây cộng. Xem cây cộng trước nha. Xem cây cộng trước. Đây. Cây cộng ha. Cây cộng đóng được nha anh em. Cán gỗ ha. Đầu đóng nha. Nó dài là 20 ha. Cây cộng dài 20. Rồi, cây trừ đầu tiên nha. Cây trừ. Bằng cán đó này nha. Cán gỗ nha. Cán gỗ ha. Nó dài là 21 gử ha. Rồi cây trừ thứ hai. Đây. Có nó đóng chữ là dê cho này nè anh em, nhưng mà nó bay rồi. Đóng hiệu cho đó. Đầu đóng được nha anh em. Rồi, cây trừ thứ hai nó dài 21 rưỡi luôn. Rồi mã số 5 130.000 ha. Mã số 5 130.000. Tiếp theo là mã số 6 ha. Mã số 6 gồm ba cây vít đầu đóng hết luôn, hai cây cộng và một cây trừ ha. Đây. Hai cây cộng và một cây trừ. Đầu đóng toàn bộ hết. Mình xem cây trừ trước ha. Đây. Nó dài 17 rưỡi ha anh em, cây trừ ha. Rồi, cây cộng đầu tiên nè. Đó anh em xem ha. Phần cán đó này ha. Đầu đóng nha. Đây. Dài 20 gử ha nè. Rồi cây cộng thứ hai. Cán gỗ ha. Đầu đóng luôn nha.
Dài 20 ha. Dài 20 gửi. Rồi mã số 6 130.000 nha anh em. 130.000 mã số 6. Tiếp theo là mã số 7. Số 7 là gồm 4 cây ha, 2 cây cộng và 2 cây trừ. 2 cây cộng và 2 cây trừ ha. Mình xem 2 cây trừ trước nha. Đây, cây trừ đầu tiên ha. Cây trừ đầu tiên thì cán nhựa của Rubicon. Nó dài là 18 rưỡi ha. Rồi, cây trừ thứ hai. Rất là mới nha. Của SK11 nha anh em. Đây, hiểu ha, SK11 ha. Cán gỗ nha, đặc biệt cái là nó đóng được nha, đầu đóng ha. Nó dài là 18 nha. Rồi, hai cây cộng. Hai cây cộng nha. Rồi, cây cộng đầu tiên. Cán nhựa nha anh em. Hiệu Vicel ha, nó bay rồi. Đây, trên cái cán nó có chữ Sa Băng nè. Nè, chỗ này ha, Sa Băng ha. Nó dài là 18 18 rưỡi ha. Rồi, cây cộng thứ hai. Cán nhựa ha, hiệu Vicel ha. Đây, hiệu nằm đây ha. Nó dài là 19 nha anh em. Rồi mã số 7 gồm 4 cây ha, 130.000 ha anh em. Mã số 7 130.000. Tiếp theo là mình tới phần kìm ha anh em. Kìm. À, kèm ha, thì từ số 8 cho đến số 13 là kèm ha. Rồi đầu tiên mình vô số 8 đi. Gồm hai cây kèm của Fujiya nha. Hai cây Fujiya. Một cây cắt và một cây mỏ nhọn ha. Xem cây mỏ nhọn trước nha. Đó, Fujiya ha, phần cán rất là ok luôn. Phần cán ha. Chưa bong chóc nha nè. Đây phần găng ha. Còn khiếp ghê luôn. Để mình test cho anh em xem luôn nha. Còn bán ha anh em. Cây này xây nó dài là 16 ha, 16. Đây, còn cây cắt ha, cây cắt này thì hàm bự hay nam của Fujiya luôn nha. Đây, bao nhựa còn nguyên ha, chưa chóc ha. Bằng lưỡi đây. Chưa mẻ nha anh em, còn khiếp ghê ha. Nè, thêm xem ha. Thì chật cái mặt thì nó hơi bị cắn tí nha anh em. Để mình đo chiều dài ha. Dài 16 ha. Thì cây này cái hàm cái phần lưỡi nó rất là dày dặn nha anh em. Đây mình cắt cho anh em xem ha. Rất là bé. Rồi, mã số 8. 190.000 ha, 190.000. Rồi mã số 9 là một cây kìm điện và một cây mỏ nhọn nha anh em. Đây cây mỏ nhọn của Top ha. Xem cây mỏ nhọn trước nha, của Top. Em xem ha, đó phần găng ha, còn khiếp ghê ha, chưa có hở ha. Đây để mình coi phần găng trong nó nè. Găng bên trong này nghe anh em chưa dập ha. Đó. Còn phần cán thì quá ok luôn, chưa có bong chóc ha, chỉ cắn nhẹ thôi.
Để mình test cho em xem ha. Còn rất là bén nha. Thì cái cây này nó dài dạ. Cây mỏ nhọn nó dài là 16 ha nè, dài 16 ha. Rồi, tiếp theo là cây kiềm điện của chết mắt ha. Chết mắt này. Phần lưỡi, phần răng còn rất là ok. Anh em xem nè, đó phần răng ha. Chưa dập nha anh em. Đây còn phần lưỡi ha, còn khiếp re nha. Đó, còn khiếp re ha. Đây ngoại hình đó thì nó hơi bị dơ tí thôi ha. Nó bị cắn thôi chứ chưa có lủng ha anh em. Bị cắn thôi, cắn nhẹ thôi chứ chưa có lủng ha. Chết mắt ha. Thì cây này xây dài là 18 rưỡi ha anh em. Để mình cắn thử dây cho anh em xem ha. À, rất là bén ha. Rồi mã số 9. 220.000 ha, mã số 9. Rồi tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 là một cây cắt và một cây mỏ nhọn nha. Cây xem cây mỏ nhọn trước ha, mỏ nhọn của tớp nha anh em. Của tớp ha. Đây. Ngoại hình nè. Rồi cái phần lưỡi, cái phần răng bên trong ha. Chưa dập nha anh em. Đấy. Còn cái phần cán thì khá là đẹp nha, chưa bong chóc còn nguyên ha. Cây này xây nó dài là 16 ha, 16 rưỡi luôn nha. Để mình cắn thử dây nha anh em xem ha. Ồ, còn rất là bén ha. Rồi, cây tiếp theo là cây của Ton ha. Đây, Ton ha, kiểm cắt ha. Ngoại hình còn khá đẹp nha. Còn bao nhựa đàng hoàng ha, phần lưỡi còn ok luôn nè, chưa mẻ nha. Lưỡi chưa mẻ nha anh em. Chưa có chóc nha anh em. Để mình cắn dây thử cho anh em xem luôn nè. Rất là bén. Cây này xây nó dài là 16 ha, 16. Rồi, mã số 10, 180.000 nha anh em. Tiếp theo mã 11, gồm hai cây ha, một cây mỏ nhọn và một cây cắt tiếp nữa ha. Xem cây cắt nha. Cái cắt của KTC nha anh em. Có lỗ tuốt dây luôn nè. Kìm rất ngoại hình rất là đẹp. Còn trơn tru bóng bẩy lắm. Phần cán nè, chiều dài của nó là 16 ha, phần lưỡi là chưa mẻ nha anh em. Đó, anh em xem kỹ ha, để mình cắn dây thử cho anh em xem nha. Chiều dài là 16 nha anh em. Ôi, nó bén nè anh em ơi, rất là bén nha. Rồi tiếp theo là cây mỏ nhọn nha anh em. Thì cây này thì nó nên là dè anh em, thì lâu ngày thì nó đã bay mất tiêu cái hiệu rồi anh em. Nhà bề mặt thì nó bị hơi gỗ tí xíu ha, nhưng mà phần răng rất là còn khá đẹp nha. Đây phần răng bên trong ha. Bù lại là cái cán nó còn rất là đẹp nha anh em. Đây để mình cắn thử dây anh em xem nha. Ồ, còn bén ha. Cây này nó dài là 16 rưỡi luôn nha anh em, 16 rưỡi ha. Rồi, mã số 11, 170.000 ha anh em. Đây, 170.000 mã số 11. Tiếp theo là mã 12. Một cây mỏ nhọn của TTC ha. Đây, anh em xem ha, TTC. Ngoại hình nè. Có cắt tuốt dây luôn ha anh em. Cán là còn rất là đẹp, chưa có bong chóc chỗ nào hết. Thì cái chỗ này thì nó hơi bị cắn tí xíu ha, cắn nhẹ thôi ha.
cắn nhẹ thôi anh em đó. Phần răng rất là mới, phần răng phía bên trong anh em xem kỹ ha, để mình test thử dây cho anh em xem luôn. Rất là bén ha. Cây này nó dài là 10 16 ha, dài 16 hay nè. Thì cây 12 80 ngàn ha. Tiếp theo một cây mỏ nhọn nữa là mã 13 ha. Của Mary ha. Mary. Đây phần lưỡi anh em. Phần răng bên trong nè. Đó, anh em xem kỹ phần răng bên trong ha. Đây. Phần lưỡi ha, có lỗi, có chỗ tuốt dây luôn nha. Ngoại hình thì nó còn khá thôi ha. Thì nó bị hơi nổ một tí anh em. Đây, còn cái cán màu hồng rất là mới. Nó dài là 10 dài 16 ha. Để mình thử dây luôn nha. Rất là bén ha. Rồi mã 13 80.000. Tiếp theo là mã 14 ha, gồm hai cây kéo cá nha anh em. Đây mình xem cây đầu tiên ha. Phần lưỡi này nha. Nha, phần lưỡi ha. Chưa mẻ nha anh em. Thì mình sẽ bao cho anh em là cái vụ là mẻ lưỡi ha, còn độ bén thì mình không có bao được nha anh em. Mình về mình mài sơ rồi ha, thì mình để vậy thì xài cũng rất là ok đó. Đây có đóng chữ đây luôn ha anh em. Cây này xây nó dài là 16 rưỡi ha, 16 rưỡi. Rồi cây thứ hai ha. Đây anh em xem kỹ phần lưỡi giùm mình nha. Lưỡi thì nó chưa có mẻ đó anh em. Nha, phần lưỡi ha. Đó, chưa mẻ nha anh em. Đây, bên đây có đóng chữ này ha. Ngoại hình ha. Có đóng chữ Nhật luôn nha anh em, ngoại hình. Rồi, chiều dài là 16 rưỡi luôn ha. Hai cây này mình bán với giá là 100 rưỡi ha anh em, 150 ngàn cho mã 14 ha. Tiếp theo, mã 15 là một cây kéo cắt vải ha. Chốt đồng nha anh em. Đây chỗ này có chữ nè ha, có in chữ Nhật ở đây nữa nè, rồi bên đây nữa nè, nhưng mà nó bị bay mờ rồi. Đây cái phần lưỡi nó ha anh em, chưa mẻ ha, còn sáng ha anh em, nó còn rất là sáng ha. Đó anh em xem ha, chốt đồng ha. Phần cán anh em, mình test giấy cho anh em xem ha. Phần bén lắm anh em. Rồi xây nó dài là 24 anh em, 24 ha. Rồi mã 15 140.000. Tiếp theo mã 16 ha, cũng là một cây kéo cắt giải luôn. Đây có chữ Nhật ha, chốt đồng ha, bên đây họ cũng có đóng luôn, chốt đồng luôn. Phần lưỡi nè anh em còn trắng ha, chưa mẻ nha. Đó chỗ này thì nó bị nổ xíu rồi ha. Đây phần cán này. Phần lưỡi là ok nha anh em. Để mình test ha. Còn bán ha. Rồi chiều dài của nó là 14 rưỡi ha anh em, 14 24 rưỡi chứ, xin lỗi, 24 rưỡi. Rồi mã 16 140.000 ha anh em, cho cái kéo tắt giải ha.
Rồi tiếp theo mã 17 gồm một cặp kéo hồ lô nha anh em. 17, một cặp kéo hồ lô ha. Đây mình xem cây hồ lô của cai trước ha, thép nguyên khối ha nè, của hãng cai nè. Đây, lên đây là thép không rỉ ha, còn trắng tư ha, lưỡi lưỡi là không mẻ nha anh em, lưỡi không có mẻ ha, lưỡi chống trượt luôn nè. Chiều dài của nó là 20 ha, à, 20 ha, để mình cắt thử cho anh em xem luôn. Rất là bé. Đây, của cai ha anh em, hãng cai ha. Rồi cây hồ lô tiếp theo. Thì cây này thì nó không có hiệu anh em, nhưng mà cũng là của Nhật ha. Hiệu ha, nhưng mà từ bãi mình đem về nha, hồ lô ha. Cán được bao mũ ngoài này nha. Rất là bén. Rồi, đo chiều dài của nó ha anh em. Thì cây này cũng dài là 20 rưỡi ha. Rồi, mã số 17 mình bán với giá là 180 ngàn ha. Rồi, tiếp theo mã số 18. Gồm ha, hai cây kéo ha, một cây hồ lô và một cây kéo này ha. Kéo bếp ha. Rồi mình xem hồ lô tiếp. Cây hồ lô ha. Rồi. Ở cái phần cái chỗ này nó có đóng chữ nè anh em. À, anh em ha, thấy không? Đóng chữ nha anh em, phần này. Đây. Rồi, bên đây cũng có chữ luôn nè. Đó, chữ đây ha anh em. Lưỡi kéo rất là đẹp. Lưỡi chống trượt luôn ha. Hồ lô đây. Thì cây này nó dài gọi là cây này dài cũng bằng cây hồi nãy ha, tương đương ha, rằng 20 ha, 19 mấy ha. Đó. Bán ha. Rồi tiếp theo cây này ha, cây này thì có chữ nè anh em. Đó. Phần chữ nằm ngay lưỡi ha. Thì được bao bọc bởi ngoài, ở ngoài là nhựa ha. Phần lưỡi ha, lưỡi chống trượt luôn nha. Không mẻ ha. Đây mình cắt luôn. Để mình đo chiều dài ha. Chiều dài của cây này là 21 nha anh em. Rồi mã số 18, 170 ngàn ha anh em. Tiếp theo là mã 19, một cây bướm và một cây kéo cá ha anh em. Mình xem cây kéo cá ha. Đây, kéo cá chỗ này nó có đóng một dãy chữ luôn ha anh em, một dãy chữ luôn ha, họ có anh đóng ha. Đây phần lưỡi ha. Phần lưỡi thì cây này thì nó bị hơi nhăm tí ha, nhăm chỗ này ha anh em. Nè, chỗ này ha. Thì cây này có lò xo ha, nè anh em cắt ha. Cây có lò xo nha anh em. Để mình đo cái chiều dài của nó. Cây nó dài 17 ha. Rồi, cây kéo cá này dài 17 ha anh em, có lò xo nha. Rồi, tiếp theo là cây kéo bướm. Đây, anh em xem kỹ phần lưỡi giùm mình nha. Lưỡi thì không có mẻ anh em. Đó, lưỡi không có mẻ nha. Lưỡi là bao cho anh em không mẻ đó. Đó, thấy không anh em ha. Đây họ có đóng chữ ở đây nữa nè. Nha, chữ nằm. Đây chữ nằm đây ha. Thì cây này nó có chiều dài là 17 rưỡi ha.
Rồi mã số 19, một cây kéo bướm và một cây kéo cá anh bán 150 ha Nam. Rồi tiếp theo là một cây kìm cộng lực mã 21 ha, của MCC ha Nam. Đây phần lưỡi còn khiếp re luôn. Đặc biệt là mỏ cong ha Nam, phù hợp cho anh em cắt cái ấy trên tầng nhà ha. Cắt kẽm trên tầng nhà ha, lau phông rồi đó. Còn cán nữa ha, MCC ha, chỗ này gia băng chỗ này nè. Còn khóa gài cán ha anh em. Đây ngoại hình của nó anh em, thì chỗ này nó mắc con ốc chỗ này anh em. Thì mình để giá cho anh em xài tương đối ha. Để giá tương đối cho anh em xài nha. Lưỡi rất là khiếp. Để mình đo chiều dài, cây này dài 21 ha anh em. 21 để mình thử cây nó còn độ bén nó ra sao ha. Đó, bén ngót ha anh em. Rồi, mã 21 140.000 ha. 21 140.000. Tiếp theo. À xin lỗi ha, mình để nhầm mày. Rồi 21 ha. Rồi tiếp theo quay lại mình quay lại mã 20 ha anh em. 20. 20 là một cây kéo, một cây cưa xiếp ha, cán gỗ ha. Đó, ngoại hình lưỡi ha, lưỡi thì chưa mẻ nha anh em. Để lâu ngày thì nó bị rỉ sét chứ nó chưa có mẻ ha. Cán nè, cán còn còn tem còn chữ đồ nhóc chân nè anh em. Để mình đo phần lưỡi ha. Lưỡi nó dài 22 ha. Dài 22. Luôn cái cán nó là 47 ha, 48 chưa? Luôn cái cán là 48 nha anh em. Lưỡi nó là 3 phân ha, lưỡi nó 3 phân này. Khi nào mình ship lại thì nhấn cái nút này nè, ship lại. Rồi, mã 20. 100.000. Đây, tiếp mã cuối cùng là mã 22 nha anh em. Là bốn cái bánh xe ha. Bốn cái bánh xe ha. Bốn bánh xe quay 360 độ luôn. Ngoại hình ha anh em. Thì cái bánh này nó có đường kính là 30 37. Đường kính là 37 ha. Còn lên tới trên cái bàn này là 90 ha. Đấy, 37 9 phân ha anh em. À, quay 360 độ luôn ha anh em. Đây bốn bánh nè. Quay cho anh em xem luôn ha, bốn bánh ha. Giá là ha 160.000 ha, bốn bánh xe. Rồi, bốn bánh xe là 160.000 cho mã 22 anh em. Rồi để mình quay sơ lược cái sản phẩm trên clip mình rồi mình xin kết thúc clip nha anh em. Anh em có gì thì liên hệ mình qua số điện thoại dưới tiêu đề ha. Rồi, mình xin kết thúc clip nha anh em.